Lan Hương xin trân trọng mến chào quý vị và các bạn đang cùng đến với Tin tức 24h TV. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua các nội dung chính đáng chú ý có trong chương trình. Kính thưa quý vị, trong bản tin an ninh thế giới nóng nhất 24 giờ ngày hôm nay, mời quý vị đến với những tin chính sau đây. Cảnh báo cực nóng, sẽ sớm có trận chiến trên biển Đông giữa Mỹ và Trung Quốc. Mỹ cao tay, tận dụng đội UAV cỡ lớn tăng cường so thám Trung Quốc. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ bỏ phiếu cấm vũ khí mới với chính quyền quân sự Myanmar. Báo Mỹ chính thức thừa nhận Nga là vua xe tăng thế giới về số lượng. Ukraine lên tiếng tố Donbass tấn công bằng đạn nhiệt áp. Ngay sau đây mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Cảnh báo cực nóng sẽ sớm có trận chiến trên Biển Đông giữa Mỹ và Trung Quốc Trang mạng Politico mới đây đăng tải bài phân tích của cựu đô đốc Hải quân Mỹ James Stockdelle, từng là tư lệnh tối cao của các lực lượng vũ trang NATO, trong đó nhận định rằng hiện không có nguy cơ xảy ra chiến tranh trên bộ ở châu Á, song khả năng xảy ra một trận chiến trên biển giữa Mỹ và Trung Quốc đang tăng lên. Tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan, tàu USS tấn công đổ bộ Boxer và các tàu liên quan tiến hành hoạt động ngày 6 tháng 10 năm 2019 trên biển Đông. Tầm quan trọng của Biển Đông. Để nhìn nhận đúng các nguy cơ, cần thấy được tầm quan trọng của Biển Đông, cán cân quân sự ở Đông Nam Á giữa Mỹ và Trung Quốc và vai trò quan trọng của Đài Loan Trung Quốc trong kịch bản này. Quy mô và tầm quan trọng của Biển Đông là khó có thể tranh cãi. Biển Đông lớn hơn cả Vịnh Mexico và Biển Caribe cộng lại. Các nhà phân tích coi Biển Đông là trận đầu tiên của sáng kiến vành đai và con đường của Bắc Kinh, chiến lược địa chính trị và thương mại nhằm chuyển các nguồn lực sang Trung Quốc và xuất khẩu hàng hóa sản xuất cũng như mở rộng các mối quan hệ kinh tế và ảnh hưởng địa chính trị. Biển Đông là thêm chuốc của Trung Quốc, kết nối Trung Quốc với các nước láng giềng lân cận và tạo điều kiện cho Bắc Kinh gây áp lực đối với Philippines, Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Singapore và các nước khác. Bằng cách tuyên bố biển Đông là lãnh hải, về mặt lý thuyết Bắc Kinh có quyền kiểm soát giao thương, hạn chế sự hiện diện của tàu chiến và khai thác tài nguyên thiên nhiên theo ý muốn. Để củng cố tuyên bố này, Trung Quốc đang xây các đảo nhân tạo trên khắp khu vực để yểm trợ các sân bay, tên lửa, radar và căn cứ hậu cần. Hải quân Mỹ không gọi là đảo nhân tạo. Mỹ coi đó là các tàu sân bay không thể đánh chìm. Và đó là cách Trung Quốc sử dụng các đảo này để đối phó với Mỹ khi xảy ra xung đột. Sau khi được bồi lấp, các đảo này được bao quanh bởi các đội tàu đánh cá lớn và tàu hải cảnh Trung Quốc. Tiếp theo, các đảo này trở thành cơ sở quân sự được gia cố bằng radar, đường băng và hệ thống phòng thủ. Tất cả điều đó đã giải thích việc Trung Quốc thúc đẩy xây dựng lực lượng hải quân lớn nhất và có công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới, với lực lượng không quân trên bộ và trên biển hùng mạnh. Ngày nay, Trung Quốc có số tàu chiến nhiều hơn Mỹ, khoảng 360 so với 300. Các tàu chiến Mỹ chắc chắn có trọng tải lớn hơn, khả năng tấn công và phòng thủ tốt hơn nhiều và được kết nối hiệu quả hơn thông qua các mạng lưới chỉ huy và kiểm soát tiên tiến. Các tàu chiến Trung Quốc cũng được điều khiển bởi đội ngũ thủy thủ có kinh nghiệm và được đào tạo tốt hơn. Tuy nhiên quân số hùng hậu cũng mang lại thế mạnh riêng. Trong kịch bản tác chiến trên biển Đông, Trung Quốc sẽ tiến hành cuộc chiến trên biển trên không gần bờ biển của họ, giúp Trung Quốc dễ dàng tiếp cận hậu cần, đạn dược, sửa chữa và trên hết là phòng không trên bộ. Ngược lại, Mỹ có các tuyến tiếp tế dài và phải đưa các tàu bị hư hỏng và các thành viên thủy thủ đoàn bị thương trở lại Mỹ hoặc ít nhất là đến các nước đồng minh như Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia điều này dẫn đến một điểm quan trọng khác trong cán cân quyền lực có lợi hơn cho mỹ mạng lưới các đồng minh đối tác và bạn bè của mỹ có nhiều năng lực hơn ngoài ba đồng minh thái bình dương nêu trên mỹ có các liên minh hiệp ước chính thức khác với new zealand philippines và thái lan quan hệ đối tác rất bền chặt với singapore việt nam và malaysia quan hệ hữu nghị ngày ngày càng nồng ấm với ấn độ và các nước khác trong khu vực Tại thời điểm này, câu hỏi đặt ra là liệu Mỹ có thể trông cậy vào những nước này để được hỗ trợ quân sự trong trường hợp xảy ra xung đột hay không? Tuy nhiên, theo thời gian thì khả năng và thái độ của các nước này có thể phải thay đổi nếu Bắc Kinh tiếp tục hành vi hung hăng và tuyên bố chủ quyền đối với các vùng biển quan trọng. Tất cả các mối quan hệ Ấn Độ Dương và Thái Di Bình Dương đó đều được tăng cường nhờ quan hệ của Mỹ với các nước có lực lượng hải quân, có khả năng triển khai toàn cầu đến Thái Bình Dương. Anh Pháp và Đức đều bày tỏ sẵn sàng tham gia một cuộc tuần tra tự do hàng hải với Mỹ trên biển Đông. Kịch bản chiến tranh trên biển. Có thể hình dung một cuộc chiến tranh trên biển giữa Mỹ và Trung Quốc như thế nào? Một kịch bản Đài Loan là điều mà hầu hết các nhà phân tích dự đoán là kịch bản tiềm tàng nguy hiểm nhất có thể kéo Mỹ và Trung Quốc vào một cuộc xung đột. Cuối cùng sự cân bằng sức mạnh quân sự trên biển Đông và thực ra là ở Đông Á sẽ chú trọng vào công nghệ Trung Quốc đang rất tích cực xây dựng các hệ thống chiến đấu trong thế kỷ 21. Những nỗ lực của Trung Quốc chú trọng vào không gian mạng, cả công cụ tấn công và phòng thủ. Không gian và hệ thống điều khiển chỉ huy được kết nối với nhau để xác định chính xác mục tiêu và các phương tiện không người lái trên không, trên mặt biển và thậm chí ở độ sâu dưới đại dương để hỗ trợ tàu ngầm. Thêm vào đó là các lực lượng đặc biệt như dân quân biển để quấy rối hoạt động vận chuyển của nước khác và cung cấp thông tin tình báo. Phòng thủ tên lửa để bảo vệ mạng lưới đảo nhân tạo và căn cứ ven biển, tên lửa hành trình siêu thanh, tàu ngầm Diazen và trí tuệ nhân tạo. Tại thời điểm này, lực lượng Mỹ có lợi thế trong trận chiến trên biển trên không. Công nghệ của Mỹ, mạng lưới đồng minh và căn cứ trong khu vực, không quân tầm xa, phương tiện không người lái và năng lực không gian của Mỹ vẫn vượt xa Trung Quốc. Tuy nhiên, Bắc Kinh đang vươn lên nhanh chóng và vào cuối thập kỷ hoặc sớm hơn sẽ ở vị thế thực sự thách thức Mỹ trên biển Đông. Mỹ không cần chờ đến năm 2034 để chuẩn bị cho trận chiến này vì nó có thể đến sớm hơn nhiều. Mỹ cao tay tận dụng đội UAV cỡ lớn, tăng cường do thám Trung Quốc. Hải quân Mỹ hồi cuối tuần qua thông báo tạm thời điều hai chiếc MQ-4C Triton từ đảo Guam đến một căn cứ ở phía bắc Nhật Bản. Theo thông báo, đây là lần đầu tiên mà MQ-4C Triton được triển khai tới Nhật Bản. Hạt tuyên bố của Hải quân Mỹ nêu rõ, Triton là hệ thống trinh sát đường không phi vũ trang và không người lái, giúp tăng cường năng lực tuần tra do thám trên biển cho Liên minh Mỹ-Nhật. Theo các chuyên gia, UAV do thám của Mỹ sẽ hoạt động thường xuyên hơn trên khu vực xung quanh Trung Quốc, trong bối cảnh cuộc đối đầu quân sự giữa hai ông lớn này trong khu vực đang leo thang. Đây là những chiếc UAV đầu tiên được triển khai đến Thái Bình Dương, kể từ khi chúng được điều đến căn cứ quân sự Mỹ ở đảo Guam vào đầu năm 2020. Kể từ đó, chúng thực hiện các nhiệm vụ giám sát quanh Trung Quốc, bao gồm eo biển Đài Loan và các căn cứ của quân đội Trung Quốc dọc Thái Bình Dương, và cả các khu vực gần các cơ sở quân sự của Bắc Kinh trên các đảo nhân tạo phi pháp ở Biển Đông. Hồi đầu tuần trước, một trong số hai chiếc MQ-4C Triton cùng với hai máy bay tuần tra chống ngầm P-8A, trinh sát điện tử RC-135W đã cùng thực hiện nhiệm vụ trên Biển Đông. Đội trinh sát này tập trung vào khu vực phía nam của eo biển Đài Loan, bay sát Trung Quốc và gần một căn cứ hải quân của nước này. Giờ đây sau khi đến Nhật Bản, những chiếc UAV này sẽ gia nhập đội ngũ trinh sát cùng các máy bay do thám khác của Hải quân Mỹ tại căn cứ không quân Misawa ở Amori, gần mũi phía bắc của đảo Honshu, bao gồm cả máy bay tuần tra P8A Poseidon nhằm hoạt động tốt hơn trên những vùng nước tắc nghẽn hay các khu vực có yếu tố môi trường khác nhau. Tuyên bố của Lầu Năm Góc nêu rõ, được cho là rõ ràng ám chỉ đến các hoạt động của Bắc Kinh. Chúng tôi muốn nhằm vào các hoạt động hàng hải ngày càng tích cực của các nước xung quanh. Tuyên bố của Lầu Năm Góc nêu rõ, được cho là rõ ràng ám chỉ đến các hoạt động của Bắc Kinh. Ngoài ra, không quân Mỹ cũng sẽ triển khai ác điểu, hay còn gọi là Global Half, máy bay do thám không người lái hiện đại nhất của họ, đến Guam theo kế hoạch hàng năm kể từ năm 2014 và nhiệm vụ năm nay sẽ sớm diễn ra theo scmp trọng tâm chính của global hub ở nhật bản là theo dõi triều tiên nhưng với những hệ thống tiên tiến nó có thể dễ dàng thu thập dữ liệu bên ngoài biên giới triều tiên từ trung quốc cho đến hàn quốc theo giới quan sát các động thái của mỹ phản ánh xu hướng sử dụng uav trong chiến lược tăng cường giám sát trung quốc các UAV cỡ lớn vốn được trang bị cảm biến quang học, điện tử và radar tiên tiến có thể thay thế máy bay trinh sát điện tử có người lái EP-3E Orion trong các nhiệm vụ thông thường với chi phí rẻ hơn và an toàn hơn. Tuy nhiên theo nhà bình luận quân sự Trung Quốc Song Jiangping, với những nhiệm vụ phức tạp hơn, chẳng hạn như chống tàu ngầm, máy bay có người lái cỡ lớn sẽ làm tốt hơn. Do vậy theo ông để đối phó với đội UAV do thám của Mỹ, Trung Quốc sẽ phải sử dụng các biện pháp đánh lừa quang học, tách chiến điện tử hoặc thậm chí phải bắt hoặc hạ gục nếu chúng đến quá gần. Ông cho rằng mối lo đặt ra là PLA cũng có UAV do thám và điều này khiến chắc chắn sẽ khiến cuộc chiến UAV càng thêm gai cấn. Trong những năm qua, căng thẳng quân sự giữa Bắc Kinh và Washington liên tục leo thang. Giám đốc Tổ chức Nghiên cứu Tình hình Chiến lược Biển Đông Hubo cho biết, cả hai bên thường đối đầu bằng UAV trên khu vực biển Đông và gần cả khu vực bờ biển sát Trung Quốc. Theo ông, nếu Mỹ thường xuyên dùng các UAV cỡ lớn để do thám, chắc chắn sẽ làm tăng nguy cơ tính toán sai lầm hoặc đụng độ với các lực lượng của Trung Quốc và nguy cơ cuộc chiến UAV trên bầu trời đang hiện hữu hơn bao giờ hết. Đại hội đồng Liên hợp quốc sẽ bỏ phiếu cấm vận vũ khí với chính quyền quân sự Myanmar. Thông báo trên được một quan chức cấp cao của Liên Hợp Quốc cho biết. Theo dự kiến, phiên họp toàn thể của Đại hội đồng sẽ được tổ chức vào lúc 19 giờ ngày 18 tháng 5 theo giờ Mỹ. Bản dự thảo nghị quyết kêu gọi đình chỉ ngay lập tức việc cung cấp, mua bán hoặc chuyển giao tất cả vũ khí đạn dược và các trang thiết bị khác liên quan đến quân sự cho Myanmar dưới hình thức trực tiếp hay gián tiếp. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc còn kêu gọi chấm dứt tình trạng khẩn cấp tại Myanmar và ngừng mọi hành vi bạo lực chống lại người biểu tình ôn hòa ngay lập tức. Tổ chức này cũng mong muốn trả sự tự do cho tổng thống Win Myint, cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi cùng tất cả những người bị giam giữ, buộc tội hoặc bị bắt bớ kể từ cuộc trình biến ngày 1 tháng 2. Không chỉ vậy, bản nghị quyết còn kêu gọi tạo điều kiện thuận lợi cho chuyến công tác của đặc phái viên liên hợp quốc tại Myanmar đồng thời cho phép tổ chức này cung cấp quyền tiếp cận nhân đạo một cách an toàn và không bị cản trở ở đây. Trong phiên họp sắp tới, nếu không đạt đủ sự đồng thuận của các quốc gia, 193 thành viên đại hội đồng sẽ tiến hành bỏ phiếu về bản dự thảo. Là sáng kiến của Lenstein, với sự ủng hộ của Liên minh châu Âu, Anh và Mỹ, nghị quyết trên đã được các quốc gia đàm phán trong nhiều tuần. 48 nước đã đồng ủng hộ bản dự thảo. Cho số đó, Hàn Quốc là đại diện châu Á duy nhất. Một số tổ chức phi chính phủ khác từ lâu cũng đã kêu gọi cấm vận vũ khí đối với Myanmar. Khác với các quyết định của Hội đồng Bảo an, nghị quyết được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đưa ra không mang tính ràng buộc nhưng có ý nghĩa chính trị mạnh mẽ. Trong khi đó, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhất trí thông qua bốn tuyên bố về Myanmar từ khi cuộc trình biến nổ ra tại quốc gia Đông Nam Á, ngày từ 1 tháng 2 đến nay. Báo Mỹ chính thức thừa nhận Nga là vua xe tăng thế giới về số lượng Báo 1945 đã đưa ra danh sách các quốc gia dẫn đầu về số lượng xe tăng. Tờ báo cho biết, hầu hết các nguồn tin đều nhất trí rằng Nga là vua xe tăng của thế giới với khoảng 13.000 xe tăng. Nhiều chiếc trong số đó còn có tuổi già hơn cả kiếp lái xe. Bài báo lưu ý rằng chỉ có vài nghìn xe chiến đấu có khả năng sẵn sàng hoạt động thật sự, số còn lại để triển khai được đòi hỏi phải có thời gian. Vào tháng 4, 1945 cũng đã đưa tin quân đội Nga đã được trang bị vũ khí mới đến tận răng, vị trí thứ hai trên thế giới về số lượng xe tăng, theo báo thống kê, thuộc về Bắc Triều Tiên với 6.145 chiếc. Các phương tiện chiến đấu của Bình Nhưỡng được tờ báo gọi là hổ giấy vì tuổi đời của chúng. Sở hữu số lượng xe tăng lớn thứ ba, theo 1945, là Mỹ với khoảng 6.100 xe tăng. Nhiều xe trong số đó là M1 Abrams thế hệ thứ ba. Vị trí thứ tư thuộc về Ấn Độ với khoảng 4.730 xe tăng. Một phần đáng kể trong số đó là T-72 và T-90 của Liên Xô và Nga. Vị trí thứ năm về số lượng xe tăng thuộc về Syria, quốc gia có 3.740 xe. Phần lớn trong số này có thể không có khả năng sẵn sàng chiến đấu. Ukraine lên tiếng tố Donbass tấn công bằng đạn nhiệt áp các cuộc tấn công được thực hiện vào những địa điểm đóng quân của binh sĩ Ukraine trong khu vực làng Katerinovka, trong khi theo quân đội Ukraine, súng phun lửa phản lực đã được sử dụng cho vụ bắn phá này. Theo dữ liệu được trình bày, kết quả của việc tấn công vào các vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine bằng đạn nhiệt áp, đó là một quả cầu lửa khổng lồ có đường kính khoảng 6 mét đã được hình thành tại địa điểm vụ nổ. Đại diện Bộ Quốc phòng Ukraine không bình luận về hậu quả của vụ bắn phá bằng đạn nhiệt áp vào vị trí của họ. Tuy nhiên, nếu tính đến khả năng của vũ khí này, tổn thất có thể ở mức khá nghiêm trọng. Hôm 16 tháng 5, phía Ukraine đã ghi nhận và xác minh sự thật về việc sử dụng súng phun lửa phản lực, trang bị cho bộ binh bắn và các đội hình vũ trang. Đặc biệt, Ly Khai đã nổ súng nhằm vào địa điểm đóng quân của binh sĩ về hướng làng Katernovka. Điều đáng chú ý là loại vũ khí này cho phép tập kích hiệu quả ở cự ly lên tới 600m tại nơi phát nổ. Áp lực của thuốc nổ và chất cháy tạo thành đám mây lửa có thể tích 120m khối. Báo cáo từ phía Bộ Quốc phòng Ukraine cho hay, những khẩu súng phun lửa như vậy đang phục vụ trong biên chế quân đội Nga và đã được sử dụng trong các cuộc chiến tranh Chechnya lần thứ nhất và thứ hai, các chiến dịch đặc biệt ở Dagestan cũng như Ingushetia và bây giờ là Ukraine. Theo một số thông tin, súng phun lửa phản lực dành cho bộ binh Shmelam có thể đã được sử dụng cho cuộc tấn công. Tuy nhiên, các chuyên gia không loại trừ rằng, đây là chiêu trò tâm lý chiến của lực lượng vũ trang Ukraine nhằm tạo cớ tiến hành vụ trả đũa bằng trọng pháo. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin tức 24h TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video. Mọi ý kiến trái chiều mời quý vị hãy cùng để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể tổng hợp và kịp thời trả lời. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin kế tiếp của tin tức 24h TV.